Xin chào tất cả các em. Hôm nay cô trò chúng ta sẽ tiếp tục cùng nhau học môn tiếng Việt, sách kết nối tri thức với cuộc sống, chủ đề 4, điều em cần biết. Hôm nay cô trò chúng ta sẽ cùng nhau ôn tập về chủ đề này nhé. Bây giờ cô trò chúng ta sẽ cùng nhau đi vào hoạt động 1, tìm từ ngữ có tiếng chứa vần oanh, vần uýt, vần yêu và vần yêm. Bây giờ cô trò chúng ta sẽ cùng nhau ôn lại các vần này nhé. Chúng ta cùng nhau đánh vần và phân tích lại vần này giúp cô. I, E, U, yêu, yêu. Vần yêu có âm I, E đứng trước, âm U đứng sau. I, E là nguyên âm đôi và là âm chính. I, vần yêu này được viết bằng I ngắn. U, I, tàu, uýt, uýt. Vần uýt có âm U là âm đệm, âm I là âm chính và âm tờ là âm cuối. I, E, M, yêm. Vần yêm có IE là nguyên âm đôi đứng trước và là âm chính, âm M đứng sau là âm cuối. O, A nhờ oanh. Vần oanh có âm O là âm đệm, âm A là âm chính, âm nhờ là âm cuối. Bây giờ cô trò chúng ta sẽ đọc trơn lại các vần này. Yêu, uýt, yêm, oanh. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm từ ngữ chứa tiếng có các vần này nhé. Vần đầu tiên đó là vần oanh. Trong từ loanh quanh, tiếng loanh có chứa vần oanh. Ngoài ra các em có thể tìm thêm một số những từ ngữ khác có chứa tiếng có vần oanh các em nhé. Tiếp tục chúng ta sẽ tìm từ có tiếng chứa vần uýt. Vần uýt trong từ huýt sáo, tiếng huýt có chứa vần uýt. Ngoài ra các em sẽ tìm thêm một số tiếng từ khác có chứa vần uýt nhé. Vần yêu trong từ cánh diều. Các em sẽ tìm thêm cho cô giáo các từ tiếp theo. Tiếng diều có chứa vần yêu. Vần yêm trong từ tiêm thuốc. Tiếng tiêm có chứa vần yêm. Các em sẽ tìm thêm cho cô giáo những tiếng từ tiếp có chứa vần yêm. Như vậy là cô và các em vừa cùng nhau tìm được những từ ngữ có tiếng chứa vần oanh, vần uýt, vần yêu và vần yêm. Các em sẽ về nhà tìm thêm một số những từ ngữ khác có chứa tiếng có vần oanh, vần uýt, vần yêu và vần yêm nhé. Bây giờ cô trò chúng ta sẽ cùng nhau chuyển sang phần 2. Hoạt động 2 yêu cầu như sau: tìm lời khuyên phù hợp với mỗi bài mà em đã học. Ở đây chúng ta thấy là bên phía tay trái chính là tên bài học, còn bên phía tay phải là những lời khuyên của những bài học đó. Và đây chính là những bài học trong chủ đề điều em cần biết. Và bên phía tay phải là những lời khuyên tương ứng với những bài học mà chúng ta đã được học. Vậy bây giờ chúng ta sẽ đi tìm từng lời khuyên phù hợp cho từng bài học các em nhé. Bài đầu tiên là bài rửa tay trước khi ăn. Vậy thì bài rửa tay trước khi ăn thì khuyên chúng ta điều gì? Các em ạ, bài rửa tay trước khi ăn muốn khuyên chúng ta là cần phải rửa tay sạch sẽ trước khi ăn để phòng bệnh đấy các em. Chúng ta sẽ nối ba tên bài học là rửa tay trước khi ăn với lời khuyên phù hợp, đó là cần phải rửa tay sạch trước khi ăn để phòng bệnh. Tiếp theo, trong bài lời chào muốn khuyên chúng ta điều gì? Các em ạ, bài lời chào muốn khuyên chúng ta là nhớ chào hỏi khi gặp gỡ. Chúng ta sẽ nối với lời khuyên nhớ chào hỏi khi gặp gỡ. Tiếp theo, bài tiếp theo là khi mẹ vắng nhà thì khuyên chúng ta điều gì? Các em ạ, khi mẹ vắng nhà thì bài khuyên chúng ta rằng không mở cửa cho người lạ khi ở nhà một mình đấy. Chúng ta sẽ nối với lời khuyên phù hợp: khi mẹ vắng nhà, không mở cửa cho người lạ khi ở nhà một mình. Tiếp theo, nếu không may bị lạc, bài này muốn khuyên chúng ta điều gì? Các em ạ, bài nếu không may bị lạc khuyên chúng ta là phải khi đi chơi ở chỗ đông người phải chú ý đề phòng khỏi bị lạc đấy. Vậy chúng ta sẽ nối với lời khuyên phù hợp, đó là nếu không may bị lạc khi đi chơi chỗ đông người, chúng ta phải chú ý đề phòng bị lạc.
Bài đèn giao thông muốn khuyên chúng ta điều gì nhỉ? À các em ạ, bài đèn giao thông muốn khuyên chúng ta một điều rằng khi đi đường thì cần phải tuân thủ theo sự điều khiển của đèn giao thông đấy. Chúng ta sẽ nối với lời khuyên phù hợp bên đây. Và như vậy là ở bài 2 chúng ta đã tìm được lời khuyên phù hợp với từng bài học rồi đấy. Vậy qua các lời khuyên này, cô mong rằng các em sẽ thực hiện được những lời khuyên qua các bài học này nhé. Tiếp tục, cô trò chúng ta sẽ chuyển sang phần 3. Chọn việc làm ở B phù hợp với tình huống ở A. Đây chính là các tình huống ở cột A. Và đây chính là việc làm ở cột B. Tình huống như sau. Gặp ai đó lần đầu và em muốn người đó biết về em thì em sẽ phải làm gì? Em sẽ chọn là công việc nào là phù hợp với tình huống này ở mục B. À, khi gặp ai đó lần đầu thì và muốn người đó biết về em thì chúng ta phải giới thiệu về mình, đúng nào? Vậy chúng ta sẽ chọn việc làm tương ứng ở bên mục cột B, đó là giới thiệu. Tiếp tục, khi được ai đó giúp đỡ thì chúng ta cần phải làm gì? À các em ạ, khi chúng ta được ai đó giúp đỡ thì chúng ta phải biết nói lời cảm ơn đấy. Đây là một việc làm không thể thiếu đối với con người chúng ta. Khi được ai giúp đỡ, quan tâm giúp đỡ chúng ta hoặc giúp chúng ta một việc gì đó, chúng ta phải biết thể hiện sự cảm ơn của mình qua lời cảm ơn đấy các em. Vậy có lỗi với người khác thì chúng ta cần phải làm gì nhỉ? À các em ạ, khi chúng ta mắc lỗi với người khác thì chúng ta phải biết xin lỗi với thái độ thành khẩn, chân thành. Như vậy chúng ta sẽ chọn việc làm phù hợp ở đây là xin lỗi đấy các em. Tiếp theo, muốn người khác cho phép làm điều gì đó thì em phải làm gì? Muốn người khác cho phép làm điều gì đó thì chúng ta phải làm gì nhỉ? À các em ạ, muốn người khác cho phép chúng ta làm một điều gì đó thì chúng ta phải xin phép đấy. Đây là một phép lịch sự không thể thiếu đối với con người chúng ta. Vậy khi bạn bè hoặc người thân có niềm vui thì chúng ta phải làm gì? Khi bạn bè hoặc người thân chúng ta có niềm vui thì đương nhiên chúng ta phải chúc mừng rồi, đúng không? À, vậy thì khi bạn bè chúng ta có người thân có niềm vui thì chúng ta phải biết nói lời chúc mừng đối với người mà được nhận tin vui các em nhé. À, như vậy là ở bài 3 chúng ta đã tìm được cái tình huống phù hợp và chọn được cái việc làm phù hợp với tình huống rồi đấy. Vậy cô mong rằng qua các tình huống này các em sẽ xử lý và lựa chọn được những cái công việc làm phù hợp với các tình huống đó nhé. Bây giờ cô trò chúng ta sẽ cùng nhau chuyển sang phần 4. Kể với bạn về một tình huống em đã nói lời cảm ơn hoặc xin lỗi. Ở đây cô giáo có hai tình huống. Một bạn thì khuôn mặt rất tươi cười, hớn hở và nói lời cảm ơn. Còn một bạn thì khuôn mặt rất buồn bã, ủ rũ và có thái độ thành khẩn và xin lỗi một việc làm nào đó. Vậy chúng ta sẽ kể với bạn mình về một tình huống trong cuộc sống mà em đã nói lời cảm ơn hoặc xin lỗi. Ở đây cô giáo sẽ đưa ra một câu mẫu như sau. Đối với tình huống cảm ơn, chúng ta có thể nói trong tình huống như sau. Khi em được các bạn chúc mừng nhân ngày sinh nhật, em sẽ nói, mình cảm ơn các bạn. Như vậy khi chúng ta được người khác chúc mừng, chúng ta phải biết nói lời cảm ơn đấy. Hoặc ở tình huống xin lỗi, thì trong tình huống ví dụ như em vô ý làm vỡ bình hoa của mẹ, thì em đã nói với mẹ là con xin lỗi mẹ ạ. Như vậy là chúng ta có thể kể cho các bạn nghe một số tình huống khác trong thực tế mà em đã áp dụng để nói lời cảm ơn hoặc xin lỗi nhé. Tiếp tục, cô trò chúng ta sẽ cùng nhau chuyển sang phần 5. Viết một câu về điều em nên làm hoặc không nên làm. À, như vậy chúng ta thấy ở trong cuộc sống của chúng ta có rất nhiều những câu nói về việc em nên làm và không nên làm. Cô giáo sẽ lựa chọn một câu sau để chúng ta cùng nhau luyện viết và vào nhé. Em nên nói lời cảm ơn khi được người khác giúp đỡ.
Đây là một câu rất hay. Muốn giáo dục các em, chúng ta phải biết nói lời cảm ơn khi người khác giúp đỡ mình đấy. Bây giờ cô trò chúng ta sẽ cùng nhau luyện viết câu này vào nhé. Khi viết, chúng ta lưu ý chữ đầu câu chúng ta viết hoa và cuối câu có dấu chấm. Cô mời các em bắt đầu, chúng ta cùng nhau viết bài nào. Em nên nói cảm ơn khi được khi được người khác giúp đỡ giúp đỡ chấm hết. Các em lắng nghe cô giáo đọc lại câu để chúng ta cùng soát lỗi. Em nên nói cảm ơn khi được người khác giúp đỡ chấm hết. Cô trò chúng ta đã hoàn thành xong phần 5. Bây giờ chúng ta cùng nhau chuyển sang phần tiếp theo, đó là phần 6. Phần 6 yêu cầu như sau: đọc mở rộng. Ở đây các em chú ý yêu cầu thứ nhất là tìm đọc một số cuốn sách viết về những điều em cần biết trong cuộc sống hàng ngày. Ở đây cô giáo xin giới thiệu với các em hai quyển sách để chúng ta có thể tìm đọc. Đó là quyển sách Phòng tránh đuối nước và quyển sách Thực hành kỹ năng sống 1. Các em ạ, phòng tránh đuối nước là một việc làm không thể thiếu trong cuộc sống của chúng ta. Chúng ta nên đi học bơi để chúng ta phòng tránh đuối nước các em nhé. Đuối nước rất là nguy hiểm, khi chúng ta không biết bơi, chúng ta sẽ rất gặp phải nhiều những cái nguy hiểm khi xuống nước. Và để có thể giúp chúng ta không bị đuối nước thì các em nên đi học bơi. Và bây giờ mùa hè có rất nhiều những cái lớp học bơi ở các trường học có tổ chức. Các em nên, nếu bạn nào chưa biết bơi, chúng ta nên xin phép bố mẹ đi học bơi vào dịp hè để chúng ta phòng tránh đuối nước. Đó là một việc làm rất cần thiết đối với chúng ta. Và quyển sách Thực hành kỹ năng sống 1 thì cũng giúp chúng ta có rất nhiều những kỹ năng sống trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Ví dụ như ở ngoài hình bức tranh chúng ta nhìn thấy ở quyển sách, đó là bạn nhỏ đang vứt rác vào thùng đúng nơi quy định đấy. Đó là một cái kỹ năng sống không thể thiếu đối với con người chúng ta. Ngoài ra còn rất nhiều những kỹ năng sống khác mà chúng ta cần phải học hỏi. Các em hãy tìm đọc cuốn sách này nhé. Và sau khi đọc thì chúng ta có thể nói và chia sẻ với bạn mà điều em đã đọc được từ những nội dung trong những cuốn sách này nhé. Như vậy là tiết học của cô hôm nay đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt các em và chúc các em chăm ngoan học giỏi. Hẹn gặp lại các em vào tiết học sau. Cảm ơn các em đã xem video.